Trước khi trao lại chiếc ghế nóng tại Anfield cho Anslot, Jurgen Klopp đã thành công trong nhiệm vụ mang bóng đá Champions League trở lại với những người hâm mộ trung thành của Liverpool. Vị trí thứ ba ở ngoại hạng Anh mùa trước là đủ để đội bóng thành phố Cảng tham dự cúp C một mùa giải 2024-2025. Mùa giải sẽ được áp dụng thể thức thi đấu mới. Từ nay đến cuối tháng 1, nhà vô địch châu Âu 6 lần sẽ tham gia vào một số trận đấu lớn trong giai đoạn giải đấu mới. Những trận đấu tại Anfield với nhà đương kim vô địch Real Madrid và Bayer Leverkusen của Xabi Alonso là những điểm nhấn đặc biệt. Bologna RB Leipzig, Girona, Lille và PSV Eindhoven cũng sẽ nỗ lực ngăn cản Liverpool tiến vào vòng 1-8 với tư cách là một trong 8 đội đứng đầu trong giai đoạn giải đấu có 36 câu lạc bộ, nơi các đội xếp hạng từ thứ 9 đến thứ 24 sẽ phải tham dự vòng playoff, trong khi các đội xếp hạng từ thứ 25 đến thứ 36 sẽ bị loại khỏi cúp châu Âu hoàn toàn. Liverpool khởi đầu mùa giải năm nay với 3 chiến thắng liên tiếp ở ngoại hạng Anh và không thể thủng lưới, nhưng ở trận đấu gần nhất họ thua 0-1 trên sân nhà trước Nottingham Forest. Đây là thất bại thứ hai của The Cup trên sân nhà ở EPL trong năm 2024, bằng 2 năm trước đó cộng lại. Họ giờ đây đã để Man City tạo ra khoảng cách 3 điểm trên bảng xếp hạng. Sau thất bại trước Nottingham, Liverpool sẽ làm khách trên sân của AC Milan ở trận đấu đầu tiên tại Champions League mùa này. Đánh giá về màn so tài giữa câu lạc bộ AC Milan và Liverpool nghiêng một chút về phía đội khách. Liverpool hành quân đến San Siro với 4 chiến thắng trong 5 trận sân khách gần nhất trước các câu lạc bộ Ý tại cúp châu Âu, nhưng họ đã bị Atalanta đánh bại ở tứ kết Europa League năm ngoái. Liverpool làm khách tại San Siro khi vừa để thua trận đầu tiên ở ngoại hạng Anh sau 4 vòng đấu, trong khi đó AC Milan vừa giành chiến thắng đầu tiên ở Serie A mùa giải 2024-2025. Trước đó Milan không thắng ở 3 vòng đầu tiên tại giải đấu cao nhất bóng đá Italia mùa này dưới thời Paolo Fonseca. Cựu huấn luyện viên của Lille và Roma chỉ giành được 2 điểm sau 3 trận đầu tiên dẫn dắt Rossoneri, dẫn đến những lời bàn tán về việc bị sa thải. Nhưng đợt tập trung của các đội tuyển quốc gia rõ ràng đã mang lại lợi ích cho cả ông và các học trò nếu nhìn vào màn trình diễn trước Veneria. Chỉ trong vòng 29 phút của trận đấu đó, Milan đã ghi tới 4 bàn thắng nhờ công của Theo Hernandez Yusuf Fofana Kristen Pulisic và Rafael Leao. Milan sau đó đã chủ động chơi chậm lại, vì vậy dù hơn người trong hiệp 2 nhưng họ không ghi thêm bàn thắng. Chiến thắng đầu tiên cùng Milan giúp huấn luyện viên 51 tuổi giải tỏa những áp lực. Huấn luyện viên trưởng của Rossoneri hiện phải đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn tại Champions League khi trở thành người Bồ Đào nhà thứ hai dẫn dắt một câu lạc bộ Ý tại giải đấu này sau Jose Mourinho, người đã dẫn dắt Inter Milan giành chức vô địch mùa giải 2009-2010. Đội chủ nhà cũng sẽ phải đối đầu với Real Madrid, Leverkusen và Girona trong vòng đấu loại trực tiếp cũng như Club Brugge, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava và Red Star Belgrade. Nhưng người hâm mộ Rossoneri sẽ hy vọng rằng mục tiêu đầu tiên của họ vào giữa tuần là có điểm trước Liverpool. Lần gần nhất mà Liverpool gặp AC Milan là ở vòng bảng Champions League mùa giải 2021-2022. Mùa giải năm đó The Kop thắng trong cả hai lượt trận, trong đó có chiến thắng 2-1 tại San Siro. Về mặt lực lượng, tân binh Federico Chisa vẫn chưa ra mắt Liverpool. Tuy nhiên, lịch thi đấu dày đặc của The Cop có thể tạo điều kiện cho anh ra sân trước AC Milan, nhưng Harvey Elliott chắc chắn sẽ vắng mặt do bị gãy xương bản chân. Cả Cody Gakpo và Ja đều không tạo được ảnh hưởng mong muốn ở tuyến trên sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trước Nottingham. Nhưng với hơn 72 giờ giữa hai trận đấu, Slot chắc chắn sẽ cân nhắc làm mới đội hình xuất phát của mình bằng cách đưa bộ đôi tấn công này vào sân ngay từ đầu. Về phía Milan của Fonseca, tất cả Ismael Benacer, Alessandro Florenzi và Marco Sportiello sẽ không có mặt trong trận mở màn Champions League, mặc dù Marco Sportiello không bao giờ có thể thay thế Mike Maignan trong khung thành. Hậu vệ người Đức, Malik Thior cũng đang điều trị bong gân mắt cá chân và rất khó để hồi phục, trong khi khả năng ra sân của David Calabria còn bỏ ngỏ. Fonseca có thể giữ nguyên đội hình như trong chiến thắng gần nhất trước Veneria. Liverpool được đánh giá cao hơn, nhưng The Cop sẽ phải làm khách họ cũng không có sự chuẩn bị tốt khi vừa thua không một tinh hàm. Các cầu thủ của Liverpool phần lớn đá chính ở tuyển, khi trở về câu lạc bộ tiếp tục phải thi đấu, họ hiện không có được thể trạng tốt nhất. Với việc đội hình không thực sự sung mãn và phải chơi tại San Siro, khả năng Liverpool mất điểm là khá cao. Hàng công của hai đội đều có những cầu thủ tốt, nhưng đây là trận đấu gia quân ở Champions League và không bên nào muốn thua cả. Họ ưu tiên bảo toàn mảnh lưới thay vì chơi đôi công để tìm kiếm bàn thắng sớm. Trong thế trận rình dập được cả hai tạo ra, Thật khó để trận đấu này có nhiều bàn thắng. Cả hai đội đều có khả năng kiếm phạt góc tốt, nhưng ở Champions League mọi thứ sẽ không dễ dàng giống như ở giải vô địch quốc gia, bởi vậy hãy chờ mức phạt góc xuống 8 trước khi cổ vũ nhiều phạt góc ở trận đấu này.